Hello anh em, và Chanh đã trở lại với mọi người rồi đây. Hôm nay thì Chanh cũng như là CryptoLickVN sẽ thực hiện thêm một video hướng dẫn nữa cho anh em về sân kèo airdrop miễn phí mà CryptoLickVN đã chọn lọc để gửi đến anh em. Bắt đầu với chủ video này thì hôm nay Chanh sẽ thực hiện airdrop trên nền tảng có tên gọi là Bybrick, một nền tảng cầu nối cross-chain tiềm năng đang được rất nhiều anh em quan tâm. Và chúng ta sẽ đến với một chút tìm hiểu về nền tảng. Trước khi đến với tìm hiểu nền tảng thì Chanh xin giới thiệu qua một chút về website của CryptoLickVN. Hiện tại thì tính năng earn của CryptoLickVN đã mở và anh em có thể đăng nhập, đăng ký và có thể earn được những đồng CLV đầu tiên, và cũng như là mini game của cái website đã được mở và anh em vẫn còn thời gian để tham gia mini game với xe say mê rinh quà phê. Và chúng ta sẽ đến với cái giới thiệu về cái nền tảng Bybrick này. Và Bybrick là gì? Bybrick là một nền tảng ứng dụng tài chính tập trung trong một hệ sinh thái. Bybrick được kỳ vọng sẽ là nhà sản xuất thị trường tự động hóa đa chuỗi và chéo chuỗi AMM, nông trại, cho vay, nền tảng gây quỹ LoanPass, dự đoán, NFT và hơn thế nữa. Mục tiêu của Bybrick là hướng tới xây dựng một cánh cổng kết nối giữa B-Network và các chủ chặng khác, hỗ trợ sự phát triển của B-Network và giới thiệu ứng dụng B cho cộng đồng. Lưu ý các kèo săn airdrop retro không chắc chắn rằng anh em sẽ có thể trúng thưởng. Chanh và đội ngũ sẽ chọn lọc đánh giá các kèo có tiềm năng cao, dự án chất lượng để hạn chế rủi ro ở mức tối thiểu. Các kèo retro sẽ được chọn là các dạng testnet hoặc cung cấp thanh khoản hoặc min NFT với một số vốn rất là nhỏ. Các dự án được Chanh chia sẻ với mục đích là cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Mọi quyết định tham gia phải được cân nhắc kỹ lưỡng và anh em phải tự quản lý vốn phù hợp với cái túi tiền của mình. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Và bắt đầu ngay thôi, chúng ta sẽ đến với airdrop của nền tảng Bybrick. Trước khi đến với, chúng ta sẽ có một chút giới thiệu về airdrop lần này. Tổng giải thưởng sẽ là 100.000 Bybrick. Ngày bắt đầu sẽ là ngày 15 tháng 9 năm 2022 và ngày kết thúc là ngày 15 tháng 10 năm 2022. Và để bắt đầu với cái airdrop thì họ yêu cầu mình sẽ là đăng bức ảnh về lời giới thiệu Bybrick và sử dụng hashtag của họ. Sau đó chúng ta sẽ gửi biểu mẫu và chụp ảnh màn hình lại những cái bài viết mà chúng ta đã làm, và sau đó chúng ta sẽ điền vào biểu mẫu theo form ở bên cái đường link này. Và đường link thì anh sẽ để ở dưới phần comment cũng như là mô tả cho anh em để anh em có thể tham gia cái airdrop lần này, hoặc anh em có thể vào trực tiếp cái Facebook của nền tảng Bybrick để chúng ta có thể tham gia, và bài viết sẽ nằm ở phía dưới, chúng ta có thể tham gia ngay sau đây. Và sau đây chúng ta sẽ đến với airdrop ngay thôi để không làm tốn thời gian của anh em. Chúng ta sẽ đến với cái bước thao tác đầu tiên, đó là đăng một bức ảnh với lời giới thiệu về Bybrick. Đây, chúng ta sẽ nhớ nha mọi người. Chúng ta sẽ nhớ là phải sử dụng hashtag này, và chúng ta sẽ lưu hashtag này lại nha. Chúng ta sẽ có thể đào một tấm ảnh của Bybrick về, có thể sẽ là tấm này. Anh em trở về lại cái trang cá nhân của mình, anh em up lên đây. Anh em pass cái hashtag của mình vào, phải không? Và anh em sẽ ghi một câu nào đó giới thiệu về Bybrick, ví dụ như là Bybrick rất tiềm năng chẳng hạn. Đó, Bybrick rất tiềm năng và thú vị. Đấy, sau đó chúng ta sẽ add cái tấm ảnh mà chúng ta vừa download về. Chúng ta sẽ add cái tấm ảnh mà mình vừa download đây. Add tấm này về, và đây là một cái bài đơn giản để chúng ta hoàn thành được cái bước airdrop đầu tiên nha. Đây, chúng ta vẫn nhớ nha, phải để hai cái hashtag này theo yêu cầu của nền tảng mà chúng ta sẽ đăng với dạng công khai nha mọi người. Đấy, và chúng ta sẽ đã đăng xong rồi này, thấy không? Sau khi đăng xong thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình lại, chụp ảnh màn hình lại để lưu trữ tấm ảnh đó, để sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái bước cuối cùng của airdrop nha, là đăng và đăng ảnh vào cái form. Và bước thứ hai thì chúng ta sẽ đăng hai nền tảng nha, chỉ mới là một nền tảng đầu tiên thôi, chúng ta vẫn còn một nền tảng nữa, đó là chúng ta đăng trên Twitter. Bây giờ mình Chanh sẽ vô Twitter cho mọi người xem nha. Chúng ta sẽ vào Twitter đây. Chúng ta sẽ vào Twitter của mình. Bây giờ chúng ta sẽ tweet nha. Từ nào để Chanh vào đây. Đây là cái Twitter đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tweet nha. Để sao? Đây, chúng ta có thể lấy lại cái bài này, không? Chúng ta có thể copy cái dòng này. Sau đó chúng ta bỏ qua đây. Mà có thể thêm một cái tấm ảnh. Chúng ta có thể thêm tấm ảnh vừa nãy nha. Đây, chúng ta thêm vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước thứ hai rồi đúng không? Là chúng ta sẽ đăng hai nền tảng, đó là Twitter cũng như là Facebook. Chúng ta tweet. Sau khi chúng ta tweet xong thì
mình sẽ tiếp tục chụp màn hình lại. Đấy, chụp màn hình lại và chúng ta sẽ trở về cái nền cái Facebook với cái nền tảng Deepbrick, cái bài viết này. Và sau đó thì bước thứ ba, chúng ta sẽ nộp báo cáo theo mẫu. Đây, chúng ta sẽ vào cái form nha. Đây, đây là cái form của chúng ta. Đó, một cái form mà yêu cầu các bạn làm theo yêu cầu là bước đầu tiên chúng ta sẽ nhập email. Đây, mình sẽ nhập email của mình vào đây. Email trên đây. Pass email vào. Cái đường link Facebook của các bạn khi mà các bạn đã đăng bài. Đây, link Facebook của mình sẽ copy lại ở đây. Và mình sẽ gửi lại cho bên đây. Chúng ta sẽ pass vào nha. Chúng ta sẽ nhớ xóa mấy cái này đi. Đó, đây là có mẫu cho các bạn nè. Các bạn đã có thể làm theo nha. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái đường link Twitter của cái trang cá nhân của mình để có thể add vào ở trong cái biểu mẫu. Đây, chúng ta sẽ lấy cái đường link Twitter của mình. Đây là cái Twitter. Đó, chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ add vào trong đây. Đó, đó là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ join vào group Deepbrick của nền tảng và chúng ta sẽ kèm theo cái username của mình khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái việc đó là join vào group nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu join vào group này. Chúng ta sẽ bấm vào đường link nha. Click vào đường link và chúng ta sẽ mở cái web của chúng ta lên. Chúng ta join vào group nha. Khi mà join vào thành công thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái username của mình để chúng ta điền vào đây. Đây, mình sẽ điền cái username của mình vào. Đó. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ add cái ví. Các bạn add cái ví BEP20 của các bạn vào nha. Chanh thì Chanh sẽ lấy một cái ví để Chanh add vào. Tại vì Chanh cũng đã có cái ví sẵn rồi. Anh Chanh chỉ cần có cái ví thôi, có cái ví vào. Thì cái bước tiếp theo mà khi các bạn add ví xong thì các bạn đã có thể nhớ lại hai bước đầu tiên là chúng ta làm khi mà chúng ta đã đăng bài trên Facebook và đăng bài trên Twitter. Chúng ta đã chụp lại hai tấm ảnh và chúng bây giờ sẽ add hai tấm ảnh này lên trên đây. Đây, chúng ta sẽ có add hai tấm ảnh mà chúng ta vừa up lên trên đây nha. Thì Chanh sẽ lấy hai tấm ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là ở trên Facebook. Đây, mình sẽ add một tấm vào. Làm theo từng bước nha mọi người. Đó, add tấm ảnh vào và chúng ta sẽ add thêm một tấm ảnh nữa. Tấm ảnh thứ hai là đăng trên cái nền tảng đó là Twitter. Đây, chúng ta sẽ add tấm thứ hai vào. Và sau khi add xong thì các bạn cùng kiểm tra lại một lượt cái yêu cầu email, Facebook, Twitter, join vào group Telegram và ví BEP20. Sau đó là hai tấm ảnh. Cuối cùng mà chúng ta chỉ việc gửi đi. Đấy. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành lại một cái bước AirDrop rất là đơn giản mà nền tảng Deepbrick họ cho chúng ta cơ hội để có thể có được những phần thưởng, đúng không? Và chúng ta đã gửi thành công biểu mẫu cũng như là cái form yêu cầu của nền tảng Deepbrick rồi và chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Và Chanh cũng mong rằng thì anh em có thể tạo một cái Prime để có thể lưu lại một cái Word để lưu lại những cái thông tin trang web cập nhật tình hình AirDrop để kiểm tra xem mình có phải là người may mắn trong cái đợt AirDrop hay không khi thời gian vẫn còn và anh em có thể cập nhật. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác săn kèo AirDrop của nền tảng Deepbrick rồi đó. Chanh và đội ngũ sẽ sớm ra mắt các video săn kèo tiếp theo. Anh em nhớ theo dõi kênh và không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền miễn phí. Nếu có bất kỳ khó khăn nào khi thực hiện, anh em hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Các anh em cũng đừng quên like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLeakVN để liên tục cập nhật những thông tin thị trường crypto mới nhất.